chào mọi người. Hôm nay rảnh rỗi không có đi quay phim, cho nên Lan đi tung tăng vô siêu thị định tìm cái gì mua. Nhưng mà đi hoài không biết mua cái gì. Cái tự nhiên chợt thèm một món ăn mà Lan hay đi ăn với các bạn lắm, là món phở xào, mà ở trong khu chợ lớn người ta gọi là phở áp chảo đó. Đó, tự nhiên thèm ghê luôn. Cái đang đi đi lượn thấy trên kệ quá trời cái bánh phở như vậy luôn. Để coi bánh phở khô bông lúa vàng của Vi Phong. Lan nảy ra ý kiến là ủa tại sao mình không mua về để mình làm mình ăn ta. Đó. Nhưng mà giờ làm sao? À nhớ rồi. Lan hay lên TV Lan xem cái chương trình Gia Vị Yêu Thương của Today TV. Trên đó có đầu bếp chỉ nhiều món ăn rất là ngon. Tại sao mình không gọi điện trực tiếp hỏi đầu bếp, phải hay hơn không? Dạ em nghe chị Lan ơi. Đi anh hả, em khỏe không? Dạ cảm ơn chị, em khỏe re. Bữa nay chị thèm cái món phở xào hay phở áp chảo gì đó mà chị không biết cách nấu, em có thể chỉ chị được không? À phở xào hoặc phở áp chảo hả chị? Dạ được, ok. Chào em. Dạ chào chị Lan, chị khỏe không? Chị khỏe lắm. Cảm ơn chị. Hên quá à. Tự nhiên nay gọi điện cái em có ở đây luôn. Dạ. Mừng quá. Em lúc nào cũng trực ở đây để có nhiều chị biết xong có nhiều khán giả gọi về chương trình nhờ em hỗ trợ một số món ăn. Vậy hả? Dạ. Bữa nay tính nấu món gì vậy? Chị đoán xem hôm nay em sẽ làm món gì. Chị thấy có bò nè, rồi có cái bó xôi đúng không? Dạ đúng rồi. Bó xôi, cà ớt, chuông, cà chua, củ hành. Dạ. Cái này chắc muốn xào gì quá. Chị hoàn toàn chính xác, em tính làm món bò xào đó. À bò xào dạ. Hả? Em thấy hình như chị đang cầm bánh phở của Vi Phong, bánh phở khô bông lúa vàng chị. Dạ. Đi siêu thị mới mua đó. Dạ chị. Ok chị. Cũng tiện đây, em đã có một số nguyên liệu sẵn. Thì hồi nãy em có nhận được cuộc gọi của chị đúng không? Chị rất là thích ăn món phở chiên hoặc phở áp chảo. Em và chị sẽ cùng bắt tay vào làm món này. Chị phụ em. Dạ. Em đã chuẩn bị trước cái phần bánh phở. Thì với phần bánh phở khô của Vi Phong này em đã trụn qua nước sôi 3 phút. Sau đó em để ráo. Em đợi chị tới và bắt đầu em sẽ chiên giòn. Chiên giòn hả? Đúng rồi chị. Hay quá vậy. Em chiên giòn và em sẽ làm cái phần nhân này cho lên cái phần chiên giòn đó. Dạ. Chị lại nghĩ là áp chảo thôi. Phở chỉ áp chảo thôi mà có phở chiên giòn nữa hả? Dạ có chị. Và đầu tiên em sẽ ướp cái phần bò này. Dạ. Phần bò này mình dùng cái phần bò mình thái mỏng ra á chị. Mình hay ăn phở mình dùng bò tái đó. Ở đây em sẽ ướp với lại một ít nước tương. Em có dầu hào. Một chút dầu mè nè. Em sẽ cho vào đây một chút tiêu. Tiêu. Dạ. Sữa đường nè. Rồi. Bây giờ em mới cho tỏi hành tím bằm vào nè. Đó, bây giờ nhờ chị đảo giùm em một lần nữa. Ở đây em đã chuẩn bị dầu nóng nè. Thì khi cho cái phần bánh phở này vào chiên, chúng ta sẽ dùng cái giá này chúng ta ấn nhẹ nhẹ nó xuống. Dạ. Trong lúc chờ cái phần này nó chín cái mặt phía dưới, em sẽ pha cái phần sốt. Phần sốt này chút xíu em sẽ dùng để xào bò nè và xào rau củ. Ở đây em có nước tương. Đây em có dầu hào. Nửa muỗng tương ớt. Tùy theo mình muốn ăn cay thì mình làm nhiều hơn được không em? Dạ được chị. Cái độ cay và độ độ mặn ngọt thì nó sẽ tự điều chỉnh được tùy theo cái khẩu vị của mình. Đây em cũng có dầu mè. Em có tiêu.
đường cát trắng, một ít bột canh của Vi Phong. À, có bột canh nữa hả? Dạ, bên Vi Phong rất là nhiều nguyên liệu chị ơi. Dạ. Chúng ta có tỏi, tỏi hành. Dạ. Và chúng ta chỉ đánh đều. Em sẽ pha vào đây một ít nước. Mình cứ đánh đều nó lên. Dạ. Vậy là xong cái phần sốt xào. Nhìn hấp dẫn ha. Và cái phần bánh phở của chúng ta nó để chín vàng một mặt. Bây giờ em sẽ đảo cái mặt này. Và với cái mặt này chúng ta cũng sẽ chiên khoảng 3 phút. Là phần bánh phở của mình đã xong. Bây giờ em sẽ lấy ra và em để ráo. Và bây giờ cái bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ xào cái phần thịt bò này trước. Dạ. Bây giờ chảo nóng, em sẽ cho một ít dầu ăn vào đây. Cho miếng tỏi vô để đi lên. Chúng ta chỉ xào sơ thôi. Phần bò này mình chỉ xào sơ thôi chị, mình không xào quá chín bởi vì bò nó rất là dễ dai. Bây giờ em sẽ xào cái phần rau củ. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần thịt bò vào. Cuối cùng cho bò vô. Dạ. Đảo lên. Dạ đúng rồi. Ok, chúng ta tắt bếp. Rồi, cho lên. Nhìn hấp dẫn quá. Cái món này lạ đó. Chị chưa có ăn của món này. Và bây giờ món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Wow. Trình bày đã đẹp rồi mà ăn để coi chị thử nha. Dạ em mời chị. Gấp một miếng phở. Dạ. Gấp một miếng thịt ha. Dạ. Cái này mình ăn chấm với lại nước tương ớt hả? Dạ mình pha nước tương với lại tương ớt chị. Nếu như mình muốn ăn vị nó đậm để hơn, chị thử coi. Chị thử coi, chị ăn nhạt lắm cho nên có thể là không cần chấm. Nó giòn giòn ha. Dạ. Mà ở trong nó còn cái độ dai của phở. Dạ đúng rồi. Ngon quá. Để chị ăn thử miếng thịt bò nha. Dạ. Ngon quá. Dạ. Công nhận ngon thiệt, ăn ngòm ngàm ngon quá. Em hy vọng rằng chị sẽ thích món ăn ngày hôm nay. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Hôm nay chị tưởng chị tới đây để ăn được cái món phở áp chảo mà mình yêu thích. Ai dè em cho chị ăn một cái món lạ hơn cái món đó nữa là phở chiên giòn. Dạ. À, món này đầu tiên chị mới được ăn đó. Xin cảm ơn chị Ngọc Lan đã đến gian bếp Gia Vị Yêu Thương và cùng với Ryan đã làm ra cái món ăn cho gia đình của mình. Xin cảm ơn nhãn hàng Vi Phong đã tài trợ chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Gia Vị Yêu Thương tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào.